Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày 17 tháng 7 thì vẫn tiếp tục là những cái mẫu âm thanh mới về tại cửa hàng của Xuân Đình. Và ngày nào cũng vậy, cứ sau 7 giờ tối thì mình sẽ lên clip để giới thiệu anh em những cái mẫu sản phẩm. Và trong clip ngày hôm nay thì mình có về một cục power của Sơn Xui, hai đèn vu lớn ở chính giữa và cặp loa Diatone DS1000HR màu gỗ cherry rất là đẹp. Cặp loa này thì mình nói luôn, một cái loa này nó phải nặng đến 30 cân, nên các bác nào mà có nhu cầu mua thì cũng phải cân đối kỹ về sức khỏe, vì bê cái cặp loa này thì rất là nặng đấy. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá từng sản phẩm một để anh em được biết thêm về những cái dòng này. Đầu tiên sẽ là cái cục bao của Sơn Xui. Đây, model của nó là BA2000. Đây là cục power anh em nhé, có hai đèn vu ở hai pin. Khi có tín hiệu nhạc lớn thì đèn vu nó sẽ vẩy. Hiện tại thì mình đang sử dụng trên một cái thiết bị bằng điện thoại, thì anh em để ý khi có tín hiệu. Và mình sẽ giảm nó đi để quay cũng như giới thiệu cho anh em được kỹ càng hơn. Thì cái cục power này thì nó có hai đường chỉ màu trắng này, phím bật tắt nguồn và nó có volume riêng cho từng vế. Đây là bên trái, đây là bên phải nắp ra đây. Đấy. Và cái phần ở giữa này là phần đèn. Tức là khi anh em đèn phần đèn vu đấy, khi chọn chế độ mà đèn nháy thấp và nháy cao thì vào đây nhân 1, nhân 10 và nhân 100. Ví dụ như nhân 100 thì cái đèn vu chỉ cần vặn volume tí nó vẩy lên rất nhanh rồi. Đấy. Nhưng khi xuống 10 thì nó sẽ giảm đi, và xuống 1 thì nó sẽ giảm hết cỡ. Đèn quát hiển thị màu xanh rất là đẹp, và khi đặc biệt là khi buổi tối mình có tắt điện mình nghe nhạc thì cái phần đèn vu này sẽ rất là nổi cho anh em. Mặt phay nhôm màu đen không có xước sát gì cả. Mình cũng có tháo luôn cả ruột gan bên trong cho anh em xem về cái cục power này. Cục power này thì nặng gần 20 cân. Và có một cái thế lợi của cục power này, đó là hàng này là hàng xuất cho thị trường của châu Âu, chạy điện 110 và 220 nên rất là tiện dùng. Và hiện tại thì mình đang để ở chế độ 220 nên anh em không cần phải qua đổi nguồn gì cả. Đây là nội thất bên trong của máy, thì những dòng này thì hàng của Nhật nên nó sản xuất ra rất là kỹ càng. Một nguồn khủng này, nằm ngang này, bốn tụ lọc nguồn lớn to rất phải. Nói chung là cái này khó tả, nhưng nói chung là nó rất là to. Và chạy 8 con sò sắt. Đây đây, anh em để ý kỹ. Bên này là hai con. Bên này hai con là 4 này, đây hai con ngược là 6 này, và bên này hai con là 8. Đây, về phần tản nhiệt cũng như phần máy nó còn tương đối đẹp, vì đây vẫn là hàng cũ, là hàng đã qua sử dụng. Chứ mình cũng không dám nói là hàng xuất sắc gì cả. Tại vì hàng thì nó vẫn là đẹp và còn nguyên zin, nhưng mà xuất sắc thì nó có rất là nhiều kiểu để đánh giá. Như nhiều các bác kỹ tính thì có thể soi từng vết xước một, cho nên là mình sẽ nói rõ đây là hàng đẹp thôi chứ không phải là xuất sắc và còn nguyên zin. Cục power này công suất của nó là 450W và sẽ đánh tốt những dòng loa bass 25, 30, 40 đấy. Và dòng này thì có volume to nhỏ nên cũng rất là tiện dùng. Anh em có thể là chỉ cần lắp thêm một cái equalizer hoặc là một cái vang là hát được karaoke, một con equalizer để chỉnh nhạc thì nghe nhạc nó sẽ được mềm mại hơn. Và cục power Sơn Xui BA2000 này thì mình bán với giá là 6,8 triệu, giá khá là hợp lý cho một con power đẹp. Máy rất là dày, máy dày đến 19 cm, và chiều ngang vì nó có hai cái tai hai bên này nên chiều ngang của nó sẽ rộng đến 44-46 luôn, 46 cm đấy. Cục power Sơn Xui BA2000 công suất của nó là 450W, sử dụng điện 110-220 rất là tiện dùng. Mình bán với giá là 6,8 triệu đồng. Tiếp theo nữa là cặp loa, thì mình đã để lại cái bảng tên vị trí cũ. Tiếp theo là cặp loa Diatone DS1000HR. Thì những cái cặp này thì mang cái tính chất của nó là rất là đẹp, vì màu gỗ cherry rất là sang trọng.
Thiết kế của nó là loa 3 đường tiếng 1 bát 27, củ xương đúc. Riêng cái củ loa này nó phải nặng đi gần 10 cân một củ rồi, củ nó quá lớn. Gân vải, gân còn rất là mềm anh em nhé, đã dưỡng gân nên là gân nó rất là mềm rồi, nên là không cần phải thay thiết gì cả. Nhiều các bác thì cứ thích thay, nhưng thay đi thì nó mất cái chất zin của nó, nên là mình đã dưỡng gân rất là mềm mại cho anh em luôn rồi. Mang này là mang gọi là mang da rắn, rắn này đúng như rắn hổ mang luôn này. Nhìn cái màng loa anh em để ý kỹ đấy, màu của nó màu kim tuyến ánh vàng rất là đẹp. Trung đôm 16, một tép đôm 11. Con này công suất mắc của nó là 180W một thùng. Anh em nghe nhạc và hát karaoke gia đình phòng 30 đến 40 mét vuông ok luôn. Thằng này chịu đòn rất là tốt. Kích thước của nó là chiều cao 63, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 29. Loa nặng gần 30 cân một thùng. Rất là nặng luôn. Khi vận chuyển thì đây, nó chỉ bị chảy xước một tí xíu này, thì mình sẽ quay luôn cho anh em xem. Đây, anh em để kỹ nhé. Loa thì còn nguyên zin 100%, hàng về không có mông má, cũng chưa vệ sinh, hàng còn nguyên keo dính đây. Còn góc cạnh thì đẹp xuất sắc. Vận chuyển về chắc là nặng quá thì mấy anh vận chuyển anh ấy ném nên là nó bị chảy một chút xíu ở dưới, do không về nổi cặp loa này đấy. Còn đâu là góc cạnh từ thùng, các cái cạnh loa này đẹp xuất sắc, cam kết là hàng nguyên zin, không có mông má gì cả. Đây là chiếc loa còn lại, gân rất mềm đấy, anh em nhìn ấn tay là biết. Thùng loa tiến loa của cặp này thì rất là đẹp, căng cước đầy đủ. Đây này, căng căng cũng còn bẩn bẩn và có hơi sườm một tí nữa, tem mác còn đầy đủ hết luôn. Với cặp loa Diatone khủng DS1000HR này thì mình cũng bán với giá 8 triệu 500 nghìn đồng thôi. Giá khá là mềm mại cho anh em chơi cặp loa này. Và chơi khá là đa dạng, nhạc vàng, nhạc sàn, hát karaoke đều đánh ok hết luôn. Tất cả các cái viền mạ vàng nó còn nguyên zin. Và đây là phía đằng sau của thùng cũng như đằng sau của cục bao. Đằng sau của thùng loa này đẹp xuất sắc. Đây công suất của nó này, mắc 180W một thùng. Đây là chiếc còn lại. Và đây là thông số của cục bao mà mình vừa giới thiệu, 480W chứ không phải là 450. Mô đen của nó là BA2000, ghép được rất là nhiều các loại loa luôn. Đấy, điện của nó này, dòng điện thì từ 100 đến 120, 220, 240. Thế anh em muốn xoay chuyển dòng điện thì anh em tháo cái ốc này ra và gạt cầu sang điện 100 hoặc 220 thì tùy anh em. Nhưng hiện tại thì mình đang để điện 220. Và đây là cầu tín hiệu âm thanh cho vào đây, input này. Đấy. Như vậy là cả một cái bộ này thì nó cũng nặng đến 7-80 cân. Rất là nặng, rất là đơn giản, chỉ có một cục power và một cặp loa. Cục power sơn xui BA2000 công suất là 480W, điện 100 220, giá 6 triệu 8. Cặp loa Diatone DS1000HR bát 27, loa 3 đường tiếng, công suất mắc 180W một thùng, loa nặng 30 cân một thùng. Mình bán với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Cam kết hàng còn nguyên zin và còn rất đẹp. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395727582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Một lần nữa cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.